Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, thời tiết hôm nay tại Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa rào nhẹ từ sớm, có những khoảng tạnh ráo, trời lạnh. Nhiệt độ dao động là từ 17 đến 24 độ C. Còn ngày mai, ngày 28 tháng 12, khu vực Quảng Ngãi dự báo có lúc có mưa nhỏ, trời nhiều mây. Nhiệt độ tăng so với hôm nay và dao động phổ biến là từ 20 đến 25 độ C. Đêm và sáng trời lạnh. Thưa quý vị, nhiều gia đình vẫn có thói quen đốt than để sưởi ấm trong tiết trời lạnh, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách. Không được đóng chặt cửa khi đốt, không được đặt bếp than dưới gầm giường hay chỗ dễ bắt lửa để phòng hỏa hoạn. Và trong những ngày như thế này, quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em. Thưa quý vị, mặc dù thời gian qua có những ngày mưa lớn và thời tiết chuyển lạnh, tuy nhiên, nông dân Quảng Ngãi vẫn đảm bảo tiến độ xuống giống lúa vụ đông xuân 2023-2024. Hơn 55% diện tích lúa trong vụ này đã được cấy xạ. Vụ đông xuân này, Quảng Ngãi có kế hoạch xuống giống 34.845 ha. Đến thời điểm này, toàn tỉnh xuống giống được hơn 55% diện tích. Trong đó, thị xã Đức Phổ xuống giống được 3.750 ha, Bình Sơn hơn 2.955 ha, Ba Tơ 2.940 ha và Sơn Tịnh 2.365 ha. Hầu như năm nào, xuống giống lúa đông xuân cũng gặp phải thời tiết phức tạp. Có năm lũ muộn, vùng dọc ven sông bị ngập úng phải xả trở lại. Do vậy, bà con nông dân cần theo dõi dự báo thời tiết để xuống giống cho phù hợp, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo trục lúa trổ, hạn chế bất lợi do thời tiết gây ra. Thông tin về thời tiết ngư trường. Trong 2 đến 3 ngày tới, gió đông bắc có xu hướng giảm dần trên các vùng biển. Trong đêm nay và ngày mai, nhiều vùng biển vẫn sẽ tiếp tục có gió mạnh. Dự báo khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có gió hoạt động ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, độ cao sóng là từ 2 đến 5 mét. Khu vực ven bờ từ Bình Định đến Cà Mau ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai cũng cần lưu ý là gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng có lúc cao tới 5 mét, biển động mạnh. Trời còn có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy. Vùng biển Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Đề phòng có gió giật cấp 7 trong dông. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ. Thời tiết khu vực ở Vịnh Bắc Bộ ngày mai lại rất thuận lợi cho bà con vươn khơi. Trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây khoảng cấp 4, cấp 5. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Ngày mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, trời tạnh ráo, chỉ còn mưa nhẹ vài nơi, trời lạnh. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, khu vực này thời tiết dễ chịu hơn, ban ngày có nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, trời tạnh ráo và hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C.